bánh xèo hải sản, bánh xèo Tháp Bà, rất là nổi tiếng ngay góc Tháp Bà đây các bạn. Cô Gạo đang đứng trong bếp để làm bánh xèo cho khách. Đây là khách mua mang về nè các bạn. Ở đây chủ yếu là khách quen và khách du lịch rất là mê ẩm thực của miền Trung, bánh xèo Tháp Bà thì hay ghé đây. Đây là Tháp Bà Bodega, rất là nổi tiếng của thành phố Nha Trang nha các bạn. Hôm nay chúng ta đang đứng tại trục đường Tháp Bà, giao nhau với lại đường 2/4. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món bánh xèo bánh căn của Tháp Bà, ngay góc chân Tháp Bà Bodega, nổi tiếng rất là đông khách du lịch nha các bạn. Đây là bánh xèo Cô Gạo, bánh căn Cô Gạo, nổi tiếng tại Tháp Bà, còn gọi là bánh xèo Tháp Bà đây các bạn. Đây là khách đang chờ món. Đây, lửa rất là to các bạn. Bánh xèo đây là bánh xèo miền Trung, rất là nhỏ, rất là giòn. Các bạn có thể thấy đó. Đây, cô đang cắt bánh xèo ra. Đây là toàn cảnh mặt tiền của quán bánh xèo và bánh căn Tháp Bà nổi tiếng có từ rất là lâu rồi. Đây nằm ngay trục đường 2/4 và Tháp Bà nha các bạn. Đây là những cái nguyên liệu rất là đơn giản và rất là quen thuộc của bánh xèo hải sản của Tháp Bà Nha Trang này các bạn. Đây là tôm rất là tươi. Bán Cô Gạo bán mấy chục năm rồi. Đây là mực. Đây mực là gọi là mực gì cô ạ? Đây là gọi là mực cơm. Giá. Và một phần là trứng gà, một phần không thể thiếu của bánh xèo. Đây là bánh xèo đã làm sẵn rồi các bạn. Đây, cô đang gắp bánh xèo cho khách. Bên kia là đang đúc bánh xèo. Các bạn có thể thấy. Quán của cô mấy chục năm rồi. Thì khách đang ăn bánh xèo, gia vị và nước mắm đều có sẵn trên bàn. Khách ăn bánh xèo sẽ được múc một dĩa bánh xèo và một rổ rau và nước mắm thì cùng để quả hủ trên bàn và chanh ớt thì khách có thể tự pha nước chấm theo cái khẩu vị của mình. Rồi tôm được bỏ vào, trong đó là mực. Một con tôm và hai con mực. Lửa rất là to các bạn. Các bạn có thể thấy. Quán nằm ngay mặt đường và bên cái đối diện ngay góc Tháp Bà, rồi mật độ xe cũng rất là đông. Cô đang đổ bột kèo bánh xèo hải sản thì rất là bình dân, rất là đặc sệt cái hương vị bánh xèo của Tháp Bà miền Trung nha các bạn. Bên kia là rất là đông khách du lịch Trung Quốc và cả nước người nước ngoài. Vì đối diện quán là đối diện với lại Tháp Bà Bodega của thành phố Nha Trang. Tại vì quán này nằm ngay đối diện với lại cái góc của Tháp Bà Bodega. Các bạn thấy bên kia đường là Tháp Bà Bodega và bên này là quán bánh xèo của Cô Gạo, bánh xèo hải sản Tháp Bà. Và khách du lịch cũng rất là tò mò muốn khám phá cái hương vị ẩm thực của phố biển Nha Trang. Yeah.
Bao nhiêu năm con? 20 năm. Thì mình mở cửa từ lúc mấy giờ ạ? Có như là 6 giờ đêm, nói chung là đêm xong rồi 5 giờ đã dậy mở rồi. Nhưng mà 6, 7 giờ nó xong. 6, 7 giờ sáng hồi cô là mở ra rồi. Rồi khoảng mấy giờ là cô đóng cửa? Không có đóng cửa, bán tới 4 giờ sáng rồi. Tức là bán tới khuya và 2, 3 giờ sáng luôn. Có khi là 4 giờ sáng. Dạ, là mở nguyên ngày đó. Dạ. Coi giá của bánh xèo mình là bao nhiêu một cái ạ? À? Bình thường 6.000, thẩm 10.000. À, bình thường là 6.000 cái. Là tôm mực là 6.000, còn tôm trứng mực thịt là 10.000. À, tôm mực là 6.000, còn thập cẩm mà có thêm trứng với thịt nữa là 10.000 cái. Còn bánh căn thì sao, giá sao cô? Bánh căn là 5.000 một cái thập cẩm. À, 5.000 một cái thập cẩm. Đó. À, cô có mình cô bán hả cô? Có, cũng là điều đó chỉ có. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Gạo nhiều ạ. Có bánh căn nhưng mà chưa tới giờ là cô chưa có làm vậy các bạn. À, đây là cái lò bánh xèo. À, các bạn có thể thấy đây là cái lò đất rất là đặc trưng. Đây là có 2 lò. À, đang rất là ít khách nên cô chỉ mới lên có một lò thôi để làm bánh. Thì cái lò này là một cái lò đất nè. À, than được bỏ đây là cháy rất là to nè. À, nung nóng cái chảo. Là đó, một lần cô làm được 5 cái như thế này. Nếu mà đông khách thì cô sẽ lên luôn cái lò bên cạnh. Đó, các bạn có thể thấy rất là đơn giản, rất là gần gũi của dân miền Trung. Đó, bánh xèo Tháp Bà và bánh căn. Chú biết lấy bánh xèo Tháp Bà này lâu chưa ạ? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Mười mấy, 20 năm rồi. Thì chú có hay đến đây ăn hàng ngày không ạ? Có, thường mấy lần. Có, cũng ở gần đây nên là hay ăn đúng không chú? Gần đây. Chú thấy giá ở đây với lại cái hương vị bánh xèo ở đây nó như thế nào chú ạ? Giá bình dân. Dạ. Có ngon không chú? Ngon, mới ăn nhiều. Dạ, rồi. Cô Gạo đang bỏ tôm cho bánh xèo, dầu rất nóng. Đây cô đổ, đang đổ bột. Còn không gạo? Từ tay cô đang bỏ thêm than để cho bếp nóng. Cô Gạo, quán mình thường thường là đông khách từ khoảng mấy giờ cô Gạo? Dạ, cứ mưa gió hay lúc nào nó cũng đông. Mưa là đông nhất. Dạ. Mùa hè thôi chứ lúc trong lúc qua thì bỏ thầm. Dạ dạ dạ. Hồi xưa là có Gạo không muốn nhà, có Gạo mập. Dạ. Hồi xưa là mình bán cái bên hiểm bên cạnh, giờ là đông quá rồi giờ mình muốn nhà luôn. Dạ rồi, con cảm ơn cô Gạo. Lưng Tháp Bà là mình là người Nha Trang và sau lưng Tháp Bà luôn. Mình ăn ở đây được khoảng bao nhiêu năm rồi anh? 4-5 năm á. 4-5 năm á. Thì anh thấy bánh xèo ở đây, anh cho em cái cảm nghĩ về bánh xèo, về giá, về chất lượng như thế nào ạ? Chất lượng. Dạ. Bánh xèo cũng ngon, chất lượng ấy. Dạ. Tại vì cái ăn hoài. Dạ. Ăn hoài nhiều khi á thì cái duy độ tình độ. Dạ, rồi em cảm ơn hai anh nhiều ạ.
ngay góc đối diện với lại tháp bà Bodega, là cái bánh xèo nổi tiếng của tháp bà, bán đã 20 năm của cô Gạo. Ở đây bán từ 6-7 giờ sáng cho đến 2-3 giờ sáng là các bạn. Đó, bạn có thể thấy quán đây, nhưng mà bên kia khách du lịch Trung Quốc và khách nước ngoài đi rất là nhiều. Đây, khách đang ngồi ăn trong quán. Đây các bạn có thể thấy. Đây là hành các bạn, hành được thái sẵn. Và đây là giá trộn chung với hành để làm bánh xèo đó các bạn. Một là cái thành phần không thể thiếu của món bánh xèo miền Trung. Đó. Đây là một gạo của bánh xèo miền Trung đây các bạn. Đây thành phần chính của làm nên món bánh xèo trứ danh của miền Trung. Chúng ta có thể thấy là bánh xèo cũng có rất là nhiều các loại nhân, có thể là mực nè, tôm nè, trứng nè, thịt nè. Đây, cô đang làm một mẻ mới để cho khách mang về. Đây khách mới gọi một dĩa bánh xèo, khách đang check in để giao khoe với bạn bè trên Facebook. Ở đây sẽ có hai cái loại nước mắm chấm và rau đi kèm, khách có thể lựa chọn cho mình loại nước chấm phù hợp, nước mắm ớt nè. Cái này là mắm gì đây cô Gạo? Đây là mắm nêm của người dân biển đây các bạn. Và rau các bạn có thể thấy. Đây là anh chị khách du lịch đang ăn bánh xèo đây này. Mực với lại tôm rất là tươi nha các bạn. Rồi, cô đang đổ bột gạo. Các bạn có thể nhìn cận cảnh rất là thích. Mùi bay sập quên mũi. Cô đang đổ trứng thêm cho món bánh xèo thập cẩm. Trứng gà còn được để sẵn.